Bảo, em đến từ Sóc Trăng. Em bị mụn cũng tầm 2 năm nay, nhưng càng ngày càng nặng. Em có sử dụng một số sản phẩm được giao bán ngoài chợ nhưng sử dụng không thấy có hiệu quả. Mỗi lần ra đường em rất tự ti về da mặt của mình. Nhờ có sự tìm hiểu trên mạng và bạn bè giới thiệu, em đã tìm đến phòng khám này và được các bác sĩ nhân viên nơi đây nói rằng tình trạng da mụn em rất là nặng. Em được hưởng dịch vụ là được miễn phí toàn bộ chữa trị. Bình thường nếu mà khi mà một cái người bệnh đến với mình ấy mà thấy nó rõ ràng rồi thì mình không nói làm gì, nhưng trường hợp này là cái khi đến thì cái tổn thương nó rất là nhiều, những cái mụn trông thì nó giống như thông thường nhưng khi mà soi da lên thì mình thấy là tất cả những cái ổ thông mà nó sẽ thông vào với nhau, thì cái này nó sẽ gợi ý như trứng cá mạch lươn. Thì ở đây như các bạn nhìn vào thì tình trạng mụn trứng cá của bạn rất là nặng. Trứng cá mạch lươn thì tất cả những cái ổ trứng cá này khi mà căng da ra các bạn sẽ thấy rất là rõ, rất rất nhiều mụn. Đây các bạn để ý không? Đó, rất những cái nhiều mụn nó sẽ nối vào với nhau. Và hiện tại trong quá trình viêm như thế này thì tuyệt đối chúng ta đừng đụng vào tất cả các mụn trứng cá này, mà chúng ta phải dùng những cái phương pháp khác để chúng ta làm dịu cái tổn thương này đã, hạn chế cái sự thiết bã nhé. Đấy, đấy, rất nhiều mụn trứng cá và khi nặn lên thì rất 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 nhiều. Đó. Thì sau khi soi da thì thấy rằng là tất cả các nhân mụn sẽ có ổ thông với nhau, và cái đó là dấu hiệu để thể hiện một cái trứng cá mạch lươn. Mặc dù nếu mà chỉ nhìn ở ngoài đơn thuần thôi thì mụn trứng cá không hề có một cái gì đặc biệt, nhưng khi soi da lên thì trứng cá có rất nhiều những cái ổ mụn phía dưới. Và cái phác đồ điều trị dành cho Bảo thì đầu tiên là tôi sẽ phải làm cái giảm viêm trước đã. Sau khi giảm viêm xong tất cả các cồn mụn khô lại thì tiếp theo cái giai đoạn sau mới là cái giai đoạn mình lấy những cái nhân mụn nó ra. Và cái giai đoạn thứ ba mới là cái giai đoạn trị thâm, là giai đoạn trị sẹo. Thì đối với những cái trứng cá mạch lươn thì khả năng bị sẹo là gần như là phải chiếm đến 50%, vì cái tổn thương quá sâu. Bạn đến ở trong một cái giai đoạn là cái tổn thương nó quá nhiều và nó quá muộn. Nếu ở cái giai đoạn sớm hơn ấy, thì cái tổn thương nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Và hy vọng rằng là trong cái quá trình điều trị, Bảo đáp ứng tốt với thuốc, và chúng tôi sẽ cố gắng để điều trị làm sao cho Bảo có cái khả năng phục hồi tốt nhất, thời gian nhanh nhất, cũng như hạn chế được nhiều những cái tai biến nhất.